Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Ở video này thì Nam sẽ nói về việc giữ người. Có những cái yếu tố gì để chúng ta quyết định đến việc là chúng ta giữ một nhân sự để chúng ta phát triển họ? Và có những yếu tố gì để dẫn đến cái việc đó là chúng ta sẽ không làm việc, không hợp tác chung với họ nữa. Và ở mỗi một video thì Lan sẽ quay theo một cái dạng, đó là video ngắn để chúng ta có thể là dễ dàng học tập và xem lại ở những lần sau. Video này thì Lan sẽ nói về việc là làm sao để giữ, những cái yếu tố gì để có thể giữ được một con người họ ở lại với chúng ta được tốt hơn. Thì yếu tố số 1 đó là việc chúng ta đánh giá dựa trên thái độ chứ không dựa trên năng lực. Nếu năng lực tốt mà thái độ không tốt thì chúng ta rất khó có thể làm việc chung được với họ. Các bạn cứ tưởng tượng điều này, một người nhân sự làm việc có cái trình độ chuyên môn rất là cao, nhưng thái độ của họ làm việc đối với nhân sự khác, đối với đồng đội của họ, rồi là thái độ của họ nói chuyện khi mà giao tiếp với chúng ta, nó không được hay ho, có thể hoặc là cụ thể hơn nữa thì nó là sấp láo, ngang ngược. Rồi thế thì với cái thái độ như vậy, họ nói chuyện với khách hàng của mình thì làm sao? Đúng không ạ? Cho dù là bạn có giỏi đến mấy, trình độ chuyên môn bạn có giỏi tuyệt vời đến mấy đi chăng nữa, thì với thái độ như vậy thì không có một ai yêu quý bạn cả. Cho nên yếu tố số 1 khi lựa chọn nhân sự để tuyển dụng vào, khi chúng ta lựa chọn nhân sự để có thể là đào tạo họ chuyên sâu hơn, khi chúng ta lựa chọn một nhân sự để có thể là làm việc với họ được lâu dài, đúng không ạ? Chúng ta cắt cử cho họ những cái thứ, những cái quyền lợi nó cao hơn. Thì yếu tố gì để đánh giá? Đó là thái độ là đầu tiên các bạn nhá. Và yếu tố số 2 đó là thái độ ok rồi thì chúng ta mới bắt đầu lựa chọn đến năng lực. Năng lực thì có thể đào tạo được qua thời gian. Cứ làm nhiều thì giỏi. Các cụ nói rồi, chăm hay thì không bằng tay quen. Tức là làm nhiều thì năng lực nó sẽ lên. Ok chưa? Thế thì yếu tố gì để lựa chọn một nhân sự để tuyển dụng vào công ty của chúng ta, để lựa chọn đào tạo phát triển bạn ấy, để chúng ta cho họ những quyền lợi lớn hơn, để họ gắn bó với mình hơn? Đó, số 1, thứ tự đầu tiên số 1 đó là thái độ tốt. Thái độ tốt. Cái số 2 là năng lực tốt các bạn nhé. Trước khi ở cái thời điểm mà chúng ta tuyển dụng vào thì chỉ cần thái độ tốt và phù hợp với chúng ta là ok. Phù hợp nha các bạn nhé. Còn không cần phải tuyển dụng một cái người mà quá cao siêu về mặt kinh nghiệm, về mặt năng lực mà thái độ lại không phù hợp. Rồi, thái độ tốt, năng lực tốt, tuyệt vời. Thái độ tốt, năng lực không tốt, tuyển được, giữ được. Năng lực tốt, thái độ không tốt, chém. Rồi, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.